Kính thưa quý vị khán giả theo dõi kênh YouTube Yến Xào Rồng Vàng. Và hôm nay tôi đã làm xong căn nhà yến này tại xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất của tỉnh Đồng Nai. Căn nhà yến này thì nó được 4 năm rồi. Bác chủ nhà cũng khá thấm đoàn rồi. Bác cũng giỏi lắm, chứ không là đơn giản đâu. Và đặc biệt cái nhà yến này thì chúng thưa quý vị rằng do 4-5 năm về trước nên là họ xây dựng đấy. Họ dùng là xốp để ốp tường ấy, nó nhiều quá đấy. Dùng xốp để ốp tường nó nhiều quá nên là không điều khiển được khí và nhiệt. Sau khi chúng tôi vào là sờ cái bàn tay vào cái nó gọi là nó mát lắm. Thế và cái nhà yến này thì khi mà tôi đến ấy thì kỹ thuật thì bịt rất là nhiều ống, thực sự bịt nhiều ống lắm, bịt mà đến nỗi tôi khảm ấy nó không thở được cơ mà đấy. Thế còn nó lỗ chim thì làm 2 lỗ thôi, nhưng hôm nay còn một lỗ là tôi mở tiếp ra là 1 lỗ là 3 lỗ nên tôi không phải làm lỗ thần thánh. Và cái hệ thống âm thanh thì cái anh kỹ thuật thường làm thứ ba đấy thì anh dùng cái âm ru iCal 14 để đưa vào cái lỗ đấy để đưa chim con vào. Nhưng mà thực sự ra là bác chủ nhà nói là chim có vào nhưng mà không ở được. Được 1-2 ngày là chim bắt đầu là nghỉ. Đấy. Là nghỉ, là không lại trả lại đi, là không ở đâu. Nên là tôi đến tôi phân tích là rất là nhiều nguyên nhân mà tôi điều khí điều nhiệt lại mà tôi làm cho bác chủ nhà một quả ấm mới. Ở trên hiện là cao. Thế nên là giờ hiện là giờ chim đang về. Thấy bài chim bay khác không? Khác ở hôm không? Thấy chim bay khác ở hôm không? Thực sự ra là nhà này là âm này đang rất hút chim nhé. Cái lượng chim chờ buổi chiều nay hơi bị nhiều, tức là bay qua xong rồi quay lại, không chưa có chim của chủ nhà nên là cứ bay qua bay lại ăn là cứ vòng được mít đấy. Vào bây giờ những con chim nào lạ nó theo con chim cũ đi vào không nhỉ? Thế âm nhẹ nhàng quá mà đúng bác nghe thấy tôi thu âm xong tôi phân tích âm tôi làm âm lại cho bác mới thấy nó nhẹ nhàng đúng như tiếng thật, đó là tiếng thật trong nhà. Vì họ dùng AK 14 là nó đưa ra ru nên là tôi bắt buộc tôi phải làm theo. Tôi làm theo là tôi toan. Nên là phải lách cái nào và sao âm và sao nó phù hợp nha. Chứ không phải là đến cái là mình thay toàn bộ cái âm nhạc mới. Nhưng mà có thấy bất ngờ là khi mà tôi đến thì tôi mới làm âm mỗi nhà một bộ âm này nó mới hiểu đúng không? Không hiểu thì hôm nay mới hiểu nên tôi đến đây tôi làm xong thì bắt đầu tôi làm âm trực tiếp tại cái nhà yến này. Và khi tôi đóng âm cái nhà yến này là coi nhà yến này là cứ sử dụng cái âm này thôi, vì nhà này thực sự nó có chim rồi nên là mình kế thừa mình phát huy thôi, là tự phát triển. Còn nhà này nổi nhất lớn nhất trong nhà yến bao nhiêu đời kỹ thuật không chiếm ra đúng không, khí và nhiệt. Nên hôm nọ bác bảo là tham cho bác bổ âm, tôi sẵn sàng cho không, nhưng mà tôi nói thật cho không giải quyết được cái gì trong cái này. Nên là khoảng tầm cỡ là 7-8 tuổi là phải thường đi đến không bao giờ nghe khí và nhiệt. Và chính cái ngày đến này hôm nay tôi đã làm cho bác được phân tích, bác đi cùng với tôi tỉnh khí tỉnh nhiệt, tôi giải thích cho bác biết, bác công nhận là đúng là do mình nổi khí và nhiệt. Nên con chim cái âm có đúng nhưng mà khi nó vào trong nhà rồi nó không ở. Lý do tại sao mà cái đường đi chỗ trường chim của bác rất là tốt, thực sự rất tốt, nhưng mà chim vào được 2 ngày cả 100 chim nhưng mà sau đó lại đi, là do nó không, môi trường không tốt, vào nó rất là ngộp khí và nhiệt, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật thì nó bắt buộc nó phải đi thôi. Nên là phần kỹ thuật đến là phải hiểu được kết
cấu phần cứng của ngôi nhà. Như bác không cung cấp thông tin với tôi là nhà này là bác xây lên không bác dùng tốt mấy lần mức mẹ hai nước tốt để bác chống nóng và chống cách âm, mà chính cái nốt xốp đó nó mới giết chết cái ngôi nhà yến của bác. Thậm chí bác học được, bác tham khảo được, bác đi sửa nhà yến cho bạn của bác được, có chim mà nhà bác không có chim. Lý do là bác không xử lý được cái xốp và nhiệt, không cách nhiệt của bác ấy, nên là nhà bác luôn bị thiếu nhiệt, luôn thiếu nhiệt, mở ống chưa tới mà mở ống quá ngắn, nên là nhiệt vào nhanh và nhiệt thoát nhanh, hiểu chưa? Nhiệt vào nhanh và nhiệt thoát nhanh nên là cái chim nó được một khoảng cách nào đó thôi, nó không có ổn định và lâu dài, nên là nó ở được vài ba ngày nắng ấm ấy, nó ở nhưng sang chuyển này lạnh một cái mà nó đi. Ví dụ như là hôm nay ấm, nắng ấm nó vào, nhưng ngày mai mưa phát là ẩm nó ở cao, không điều khiển được lại đi. Thế nhưng nó dính cái nhà này như này chợ, được chưa? Thế kỹ thuật đến không phân tích được cho bác cái nguyên nhân để xử lý. Khi người ta không biết nguyên nhân thì không xử lý được triệt để. Hôm nay tôi đã xử lý cho bác triệt để. Và bác xem camera thì bác sẽ thấy được cái một cái luồng khí là cái bụi ấy từ các cái buồng chim phóng ra đảo chuồng đảo chim, phóng lên trên luôn để con chim nó xuống được. Cái bụi như là cái bác đánh dấu ấy, cái bụi là cái camera là xem rất rõ luôn. Và hôm nay nó sẽ để vào cho bác rất là lâu và nó sẽ ổn định từ từ, từ đêm nó sẽ ổn định, thì bác cứ thấy cái luồng khí đi ra thì con chim nó xuống xuống đúng đúng chặt cái chuồng đảo chim luôn nhé. Đấy. Đấy bác thấy nó con chim cũ nhà bác nó bay vèo vào đấy, con chim mới này nhập nhừng thôi, không có là lạ cái gì đâu. Đấy là hiện nay là cái nhà này đang có chim mới xuống cùng với chim cũ. Chim cũ thì bác khẩu khỏi cần âm nó cũng vào, không cần biết lạ hay quen.